Chào anh em đến với kênh YouTube của mình. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn đây là siêu phẩm Home 48. Đây. Ok, nhầm. Đây là siêu phẩm Home 60 chứ. Đấy, mình hay review Home 48 nhiều quá nên là quên. Đấy, hay là hàng 48 các bạn này. Rất là đẹp luôn, tre rất là khô và là bền luôn các bạn. Đấy. Hàng 48 thả lươn được khoảng 60 thì thả lươn được khoảng 7 đến 1 cân các bạn nhé. Nhưng mà lươn 1 cân giờ nó hiếm lắm. Năm làng là cũng to lắm rồi. Đó. Đấy. Con lươn các bạn thấy cái đồ ống này, đây là ống 21 nhá. Mà nó còn to thế này, huống chi con lươn mà lươn to thế thì thôi rồi đấy. Đấy. Anh em có nhu cầu thì alo cho mình nha. Đây là Home 60 các bạn nha. Đấy, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.